Thái Lan giới thiệu loại sầu riêng không nặng mùi. Đã đến lúc bất kỳ ai cũng có thể ăn sầu riêng rồi, vì Thái Lan vừa mới tạo ra loại sầu riêng ăn vẫn ngon nhưng không có mùi khó ngửi nữa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ai thích ăn sầu riêng trong nhà thì cứ ăn, khỏi sợ gia đình kêu ca. Sầu riêng là thứ quả giàu dinh dưỡng, nhiều người coi là rất ngon, nhưng có nhiều người cũng phát sợ vì thứ mùi rất nồng và khá khó ngửi của nó. Nhưng giờ thì sầu riêng có thể thưởng thức bởi bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, vì loại sầu riêng không nặng mùi mới được giới thiệu ở Thái Lan. Giống sầu riêng Pak Pak Chung Khao Jai này được trồng ở tỉnh Nakhon và mới đây đã được bán ở một hội chợ sầu riêng tại quận Pachong do Tổng cục Du lịch Thái Lan đồng tổ chức. Nó được miêu tả là ngọt và khô ráo, các múi không bị nát và quan trọng nhất là không có mùi khó ngửi đối với nhiều người. Tại hội chợ này, nhiều người nổi tiếng đã tới để ăn thử sầu riêng không nặng mùi này. Thái Lan là nước xuất khẩu sầu riêng hàng đầu thế giới, năm ngoái thu về đến 5 tỷ đô la, tương đương với hơn 117.000 tỷ đồng từ xuất khẩu sầu riêng. Mặc dù sầu riêng được ưa thích ở nhiều nước Đông Nam Á và Trung Quốc, nhưng ở các nước khác thì sầu riêng lại là loại quả gây nhiều tranh cãi vẫn là do cái mùi của nó. Năm 2018, một chuyến bay của hãng hàng không Indonesia đã phải hoãn chuyến bay 60 phút sau khi hành khách kêu ca về một mùi không thể chịu nổi. Hóa ra đó là mùi mấy túi sầu riêng. Phải đến khi sầu riêng được bỏ hết ra khỏi máy bay thì máy bay mới có thể cất cánh. Năm 2019, sinh viên và nhân viên ở Đại học Canberra, Úc đã phải sơ tán khi có mùi khí độc. Hóa ra là do sầu riêng được để gần cửa thông khí của thư viện. Đội cứu hộ đã được gọi đến và dựng quả sầu riêng này vào một cái túi kín để đem bỏ đi. Ở nhiều thành phố, người ta còn cấm mang sầu riêng vào phòng khách sạn hoặc lên các phương tiện giao thông công cộng. Xin được chuyển sang các vấn đề nông nghiệp đáng chú ý. Thưa quý vị, bên cạnh sự đóng góp của cây cà phê nói chung đối với sự phát triển kinh tế của các tỉnh trồng cà phê, sản phẩm cà phê đặc sản là một điểm sáng của ngành cà phê Việt Nam. Những sản phẩm này đang giúp cà phê Việt Nam từng bước tạo vị thế trên bản đồ thế giới. Vâng, thưa quý vị, là sản phẩm từ vùng trồng có điều kiện thổ nhưỡng tự nhiên cùng với quy trình chăm sóc, thu hoạch, chế biến đặc biệt. Qua thử nếm có hương vị riêng và đạt số điểm số từ 80 đến 100 của quá trình kiểm định nghiêm ngặt của Hiệp hội Cà phê Đặc sản SCA thì sản phẩm mới được công nhận là cà phê đặc sản. Hợp tác xã Eaton Đắk Lắk có 156 thành viên với diện tích hơn 240 ha, trong đó hơn 100 ha sản xuất cà phê đặc sản với sản lượng năm 2022 là 50 tấn do Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột công nhận. Tuy sản lượng cà phê đặc sản chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng lại cho giá trị rất cao so với cà phê bình thường. Đây là một trong những động lực để hợp tác xã mở rộng vùng trồng cũng như quảng bá cà phê đặc sản đến đa dạng thị trường hơn. Hiện tại thì hợp tác xã đang có định hướng là mở rộng thêm diện tích sản xuất, tăng lên khoảng mỗi năm tầm 20-30% diện tích sản xuất cà phê đặc sản và tham dự các cái chương trình giới thiệu quảng bá cà phê đặc sản ra các thị trường. Khi người tiêu dùng sử dụng cà phê đặc sản, đồng nghĩa với việc đảm bảo sức khỏe, trả giá phù hợp cho chất lượng của cà phê, tạo được văn hóa uống cà phê chất lượng cao bên cạnh việc tiêu thụ cà phê thương mại. Thị phần của cà phê đặc sản chỉ chiếm khoảng 2% tổng sản lượng cà phê thế giới, nhưng lại có giá trị cao gấp nhiều lần so với sản phẩm cà phê thông thường. Với những tiềm năng hiện có, sản xuất cà phê đặc sản chính là một hướng đi mới của ngành cà phê Việt Nam. Tôi thì hiện nay đã là xuất những được cái công hàng cà phê đặc sản cho các thị trường khó tính như thị trường Anh, Hàn Quốc, Mỹ và Úc. Tuy nhiên là thị trường còn rất nhỏ, nhưng mà trong thời gian gần đây tôi thấy tín hiệu rất tốt. Tại vì nhà rang xay trên toàn thế giới đã biết đến là Việt Nam ngoài sản xuất lượng nhiều thứ hai trên thế giới về cà phê, thì đã biết được người nông dân Việt Nam, ngành hàng cà phê Việt Nam có thể làm được cà phê đặc sản và bắt đầu quan tâm và để đặt những cái đơn hàng nhiều hơn. Một loại cà phê đáp ứng mọi tiêu chuẩn chất lượng và làm tăng giá trị cuộc sống cũng như sinh kế của tất cả những người tham gia vào chuỗi cung ứng, thực sự là một cà phê đặc sản. Nhưng hiện tại, vấn đề làm thương hiệu cà phê tại Việt Nam còn rất yếu. Đây là điểm mấu chốt để tạo vị thế cà phê Việt trên thị trường quốc tế. Một cái hiện nay đang yếu của cà phê Việt Nam nói chung luôn là vấn đề làm thương hiệu. Đó, thì tôi nghĩ là cái này chưa phải là từ nhà rang xay hay là nhà nông dân. Tất cả chúng ta phải cùng nhau làm thương hiệu, vì chúng ta phải tự tin rằng chúng ta có cà phê ngon rồi. Thì để làm thương hiệu thì chúng ta phải tham gia các cái hội chợ cà phê trên thế giới,
để có những cái lá cờ của Việt Nam, cà phê đặc sản của Việt Nam tốt, thì khi mà có nhu cầu tốt thì các nhà rang xay sẽ đặt hàng lượng lớn. Thì từ lượng lớn đó thì nhà nông dân mới làm số lượng lớn được, và khi làm số lượng lớn thì mới tiết kiệm được chi phí. Cho tới nay thì theo cái sự biến đổi về nhận thức của người tiêu dùng cũng như cái giới sản xuất, các nhà rang xay nói chung trong ngành cà phê á, người ta bắt đầu thừa nhận cái chất lượng cà phê Robusta với một cái tên gọi là fine Robusta, thì tạm dịch ra là cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản Robusta. Thì khi mà thế giới người ta có nhu cầu như vậy á, thì chúng ta mới đặt vấn đề là chúng ta phát triển cái cà phê đặc sản. Tuy chúng ta đi chậm nhưng mà chúng ta có thể học được những cái bài học phát triển cà phê đặc sản. Từng bước chúng ta sẽ giới thiệu cà phê đặc sản và tạo lập một cái thị trường cà phê đặc sản, không những trong nước mà đã đưa ra một số cái thị trường quan trọng của thế giới. Cà phê Robusta của Việt Nam đã và đang đạt mức điểm số đặc sản cao nhất thế giới. Đây thực sự là tín hiệu hết sức đáng mừng, mang ý nghĩa quan trọng cho ngành cà phê Việt Nam nói chung. Và sắp tới, hy vọng rằng cà phê đặc sản Việt Nam sẽ xuất hiện nhiều hơn trên bản đồ cà phê thế giới. Thưa quý vị, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đậu Nành Vinasoy VSAC vừa giới thiệu đợt trồng khảo nghiệm đánh giá 1.533 nguồn gen đậu nành sau 10 năm thu thập, nghiên cứu. Đây là ngân hàng gen đậu nành quý và lớn nhất Việt Nam hiện nay. Vâng thưa quý vị, với việc có được nguồn gen này, trong tương lai nước ta có thể chủ động được nguyên liệu để sản xuất sữa đậu nành, hạn chế phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài. Không những vậy, một khi các giống được lai tạo thành công, hiệu quả kinh tế mang lại cho nông dân là rất lớn. Những cây đậu nành sai chữ quả này chính là nguồn vật liệu quý đang được các kỹ sư VSAC nghiên cứu tại trại khảo nghiệm đậu nành Tây Nguyên nhằm phát triển các giống đậu nành mới có chất lượng, dinh dưỡng và năng suất cao. Từ nguồn này sẽ tạo được nguyên liệu đậu nành phong phú cho các nhà máy sản xuất sữa lớn tại Việt Nam. Đối với lại cái ngân hàng nguồn gen này đó, một trong những cái đặc điểm rất là quan trọng tức là nó chứa đựng nhiều cái đặc tính rất là có ích. Ví dụ như là nó có hàm lượng đạm rất là cao, cái hàm lượng chất béo tốt, hay là một số cái hoạt chất ở trong cái nguồn gen nó rất là tốt. Thì như vậy mình sẽ đưa toàn bộ các đặc tính tốt đó vào trong các giống mới. Theo Cục Trồng Trọt, diện tích và năng suất đậu nành nước ta nhiều năm qua không ổn định do bộ giống bản địa năng suất kém, kỹ thuật canh tác và ứng dụng cơ giới hóa thấp. Chính vì thế, mỗi năm các doanh nghiệp phải nhập khẩu từ 3,5 cho đến 5 triệu tấn đậu nành. Gần 10 năm nỗ lực sưu tập, chọn tạo, việc sở hữu tập đoàn nguồn gen đậu nành quý của VSAC đang mở ra cơ hội rất lớn để nước ta từng bước chủ động được nguồn nguyên liệu, giảm phụ thuộc nhập khẩu. Bình thường thì không sao, nhưng mà khi mà có những cái tác động lớn của quy luật kinh tế, thị trường, thì cái giá sản phẩm nước ngoài họ rất là biến động rất là lớn. Và như vậy thì doanh nghiệp người ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong quá trình nhập khẩu rồi kiểm soát nguyên liệu đầu vào. Việc chủ động mà liên kết sản xuất để tạo ra một lượng sản phẩm nhất định thì cũng thể hỗ trợ doanh nghiệp rất là nhiều trong việc lệ thuộc vào sản phẩm nước ngoài. Trước đó, giống Vinasoy 02 NS, giống đậu nành không biến đổi gen đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp phép lưu hành sản xuất đại trà tại miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Thực tế, khi các hộ dân được chuyển giao giống để trồng, năng suất đã cải thiện được từ 1 đến 1,5 tấn một hecta lên tới 2,5 cho đến 3 tấn một hecta. Đậu nành thì Vinasoy này rất chi là năng suất, mà dễ chăm, chịu hạn cũng tốt, mà lúc nào hơn giống cũ là khoảng 1 tấn một hec. Đấy, mà đầu ra thì lúc nào ổn định. Nên bà con là rất là mừng với cái đậu Vinasoy này. Đây là một mô hình mà người nông dân cảm thấy là gắn bó được. Tại vì các cái loại cây trồng khác hiện nay cũng rất là vướng đầu ra, được mùa thì lại mất giá, nhưng mà cây đậu nành là bây giờ người nông dân chỉ có sản xuất theo đúng cái quy trình hướng dẫn của công ty đề ra. Việc tập trung nguồn lực đầu tư vào khoa học, ứng dụng công nghệ cao tại Trung tâm Ứng dụng Đậu Nành đã và đang mở ra cơ hội phát triển vùng nguyên liệu bền vững, đồng thời nâng cao thu nhập cho người nông dân tại các vùng trồng.